có gì có thêm một bàn một ký nữa thôi ha, mình mua hơi ít. Tất cả là tại mẹ mình. Mình hỏi mẹ mình là đủ chưa, mẹ nói đủ rồi, ăn gì mà ăn lắm thế, ăn lắm đâu, chút xíu hết tiền rồi. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Jenny Beauty TV. Trước tiên hãy like subscribe cho mình nha. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bàn đầy tôm. Đây là tôm số biển nha, không phải là tôm nuôi đâu. Mình đặt ở ngoài Nha Trang á, thì lúc mà mình mua á, cái người bán, cô bán của mình á là chụp hình cái con tôm này nè, là rất là to, to bằng cái bàn tay mình luôn. Đó, mình thấy to với nhìn ngon quá cho mình đã mua ký, nhưng mà mình thấy lúc giao thì mình thấy có con này là to nhất thôi, còn mấy con này cũng to nhưng mà nó nhỏ hơn á, có không chỉ có một mình con này là to nhất. Nhưng mà không sao, cho dù nó nhỏ như vậy cũng nhưng mà ăn rất là ngon. Bây giờ cùng ăn với mình ha. Đó là cái này là hấp bia nè, rang muối nướng muối. Ở đây mình có hai loại sốt, cái này là marinade với lại tương cà vô với tương ớt, còn đây là nước muối chấm truyền thống của mình nè. Muối thiên chanh á, nhưng mà cái muối này là muối tôm, thì mình ăn cái muối tôm này hơn, còn có chanh và ớt nữa thì mình thấy ăn ngon hơn là muối tiêu bình thường. Cái mùi bia lắm rất là thơm, làm cho cái con tôm không có tanh lắm. Mà là trứng của nó. Ngoài thịt ra thì mình còn rất thích hải sản và rất thích tôm và cua. Nhưng mà ăn hải sản cần chỗ là phải mất vỏ vậy nè, rồi hẳn mùi rất là tanh nữa. Bây giờ mình sẽ chấm với cái sốt này trước. Mình tới trên mạng á, người ta làm tất cả sốt bơ lắm, theo kiểu mà không cầm tay nó ăn á là cho sẽ có bơ chút chanh lên nữa. Tôm rất là chắc ngọt luôn á. Tôm này là tôm tự nhiên cho nên là ăn lắm, ngọt lắm và thịt nó chắc lắm. Mua này là một ký là 410 á. Mình nghĩ là giá mình mua là rẻ rồi. Tại vì mình quen một chỗ bán rẻ ở Nha Trang cho nên là mình hay được mua cái loại hải sản với giá rẻ hơn so với những cái mà mua ở mấy chợ, ở chợ hay là mua ở trong này. Đây là nước mắm, đây là nước muối, mấy tôm, mấy chanh đó. Mình còn rất thích ăn cái đầu tôm á, để nó giòn giòn á.
không phải có nhiều trứng quá nè. Có gì có người bóc tôm cho ăn. Không phải bóc ha. Không biết các bạn là người bóc cho người bóc tôm đi mình ăn không? Nướng cái muối này nè, ăn cái vị đó, nó hơi mặn mặn, nó đậm đà, không hợp. Còn hấp bia thì nó thơm cái mùi bia. Cái này mình ngâm như một chút mi hay là rửa sô chu đỏ ngon lắm luôn, lai 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 lai. Mỏi tay quá. Mình thích ăn kiểu cho một lần ăn nhiều vậy, cho một lần nhiều vô miệng á. Nhưng mình hồi xưa cắn hạt dưa hay hạt điểm được, mình sẽ cắn xong rồi để thật nhiều hạt dưa cho mình ăn luôn một lần này cho nó ngon. Ăn từng cái nó lâu á, mà khó bỏ mình mà ăn có bỏ miệng á, không có được cảm giác thỏa mãn á. Ăn được bao nhiêu mà con ngồi bóc hết thời gian, hết ngày luôn á.
Mình phải ăn ăn tôm với lại cái sốt mayonnaise cái với lại tương cà nè. Ăn nó lạ, cái mùi vị nó béo hơn. Mình ăn cái sốt này hơn nè. Nó béo béo, mình nó ngọt ngọt nữa. Nhưng mà nếu như mà tôm nướng thì nó đã mặn rồi đúng không? Thì mình cho cái sốt này vừa ăn chung với sốt này nè, nó mặn, nó ngọt, nó béo béo thì nó hài hòa hơn. Nó hòa quyện. Còn hấp á thì ăn với lại muối chanh này nè. Cái truyền thống của mình là sốt hấp luôn. Ngon quá ăn. Hôm nay không có đã miệng cho lắm, tại vì ít quá. Biết bạn mua thêm một chút nữa. Mà bóc, cơm bóc thì rất là lâu thì mới là ngon. Một cơm rất là ngọt, chắc. Ước gì có thêm một bàn, một ký nữa thôi ha. Mình mua hơi ít. Tất cả là tại mẹ mình. Mình hỏi mẹ mình là đủ chưa? Mẹ nói đủ rồi, ăn gì mà ăn lắm thế. Ăn lắm đâu, chút xíu hết tiêu rồi. Nhưng mà dù sao hôm nay mình đã có một ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Chào tạm biệt.